kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố để đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với buổi functional cardio cực kỳ đơn giản, nhẹ nhàng để tạm biệt phần học căn bản, học phần 4 của chim nữ tâm kinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện những bài tập functional có mới và có cũ một chút đỉnh. Nó cũng không có khó khăn, nó không có áp lực đâu, em đừng có sợ. Và trong chương trình cardio cuối buổi thì anh nâng chương trình, nâng độ khó lên một chút xíu thôi. Cũng đừng có lo lắng, nhẹ nhàng thôi. Vậy chúng ta khởi động nha. Anh nói nhẹ là em nghi lắm rồi đó. Rồi, khởi động nhảy đi em. Nhảy lên bậc này thôi. Nhảy đi, nhảy chừng 15 cái. Một xuống. Nhảy luôn, không có bước gì nữa. Học phần trước mình bước, học phần này mình nhảy. Một, nhảy luôn. Ừ. Hai. Rồi. Ba. Xuống cho nó thấp một xíu, xuống cái độ nhúng một xíu. Ờ à, đó. 4. Rồi. 5. Nhảy cho tan mở đi. 6. 7. 8. Rồi, cố lên. 9. Rồi. 10. Rồi cho nghỉ một tí đó, cho nghỉ một tí đó. Một set. Hít. Rồi. Rồi nghỉ tích ta tích tắc 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 tích ta tích tắc. Rồi, vô. Ok. Vô nha. Rồi vô nè. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cố lên. 7. Cố lên. 8. Cố lên. 9. Rồi cái đó thôi. 10. Rồi ok. Xét sao hạ xuống 2 cái, cho làm 8 cái thôi. Nó cao hơn mà, đúng rồi đó. Ô, tốt. Rồi, một cái rồi đó. Tốt nè. 2, tốt. Rồi. Ok. 3. Tốt. 4. Tốt. Gác sâu vô đây cho nó cắt ăn đi. Miếng ngoài ghê như vậy. Ừ đó, hạ vậy. Rồi cái cuối. Ok, tốt. Rồi. Set 4, 4 cái nha. Set 4 là 4 cái nha. Bây giờ là chúng ta vô mức cao nhất rồi. Em muốn nhảy sao nhảy, miệng nhảy lên đây thì thôi. Cứ phải lấy đà cũng được đúng không? Ừ, mà em nhảy kiểu gì kiểu anh cũng không lên được mức cao hơn. À, mình học sau lớp 4 là mình lên vậy rồi. Một okay. Là có thể đứng ở đây. Nè, đứng đây nè, nhúng nè không? Nè. Dùng động tác squat nè, ở đây nè, squat mặt nhúng như này mạnh lên. Ok. Anh làm thử rồi cho coi nè. Ok. Không, rồi xong rồi. Nhảy xuống. Còn không nhảy xuống được thì bước vào đây. Được, không bắt chớn đây nè. 1, 2, 3. Kệ, em muốn làm sao làm, miễn động tác là gì? Vừa vào cái nỗi sợ hãi của em. Một chân, hai chân, ba chân, muốn cẳng gì đó, nhảy lên được thôi. Nha, okay. Rồi. Target đặt ra là 4 cái. Mức chân. Cao nhất, mức cao nhất của CQ8. Hơi. Được không? Ứng quá vậy. Được, được, được. Nhảy được mà ớn quá nha. Lại lần 2 nè. Thôi nhảy đi, nhớ đạp. Ừ, cứ tập trung đi, bình tĩnh. Đủ thời lực đi chơi. Nha. Hui. Đó. Được rồi đó. Cái nào ra cái đó. Đừng có vội, đừng có hoảng. Cuốn cao lực lên. Ok. Giữ được cái form ngồi lâu một tí nữa là tốt.
Đó, có đâu sợ. Vô. Ok. Rồi, thôi, được rồi. Được rồi. Ơi. Chúng ta sẽ tập Olympic Limai Squat xong rồi chuyển qua Fresh. Rồi. Đó, Squat đẩy lên. Ngay đây. Không được, cái thế không chắc. Tức là đang ở đây nè. Em xoay, em đẩy lên. Chứ em không có đổi cái tay kiểu đó, nó nặng là sao không đổi được. Rồi, đẩy lên luôn. Không được, nó méo đây nè. Nó đang như vậy đúng không? Nó đang như vậy nè. Đó. Thì á, tức là cái tay này á, nó phải gồng chịu lực cái đây nè, để cho cái tay này nó chuyển qua cái kiểu này nó mới đẩy được. Nhưng mà lúc đó đẩy á, thì khi mà mình đẩy á, mình cũng quay cái tay này lại để mình đẩy giống như hai cái cùng đẩy cho nó mạnh. Rồi. Đúng rồi, đó. Đẩy hai tay luôn cũng được. Bây giờ cái không đi rồi xong hạ về bình thường. Tay lại về. Hạ về, nó về xuống tới đây rồi mình mới xoay lại để mình squat. Rồi, hạ về. Gì nhiên, kỳ vậy? Nè, nó đang vậy đúng không? Đúng không? À, hạ về nè, lần này tới đây chịu nè. Lần này tới đây đổi qua này chịu lực, là tới lần này chịu nè. Xong rồi vậy. Chóng mặt đi thầy. Trời ơi. Ok, đó. Rồi. Xong. Ừ. Rồi. Đẩy lên. Đúng rồi. Cái động tác lên đúng rồi đó. Còn xuống thôi, nó hơi sượng sượng thôi. Rồi. Ừ, quát xuống. Ok. 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 Rồi xong. Vô 10 tạ. 10 ký tạ. 10 ký tạ. Rồi. Lấy cây không nó khó, thầy chơi thêm 10 ký. Rồi vô đi, ngọt ngào nha. 1. Hi. Đúng rồi, đẩy lên. Hai tay, ok, xuống. Từ từ thôi. Rồi. Đẩy lên. Ok. Rồi. Đẩy lên. 30 ký thôi. Hi. Ok. Từ từ nó quen à. Đúng rồi. Ừ. Nặng hả? Rồi. Cái đó đi rồi nghỉ. Oh. Ok. Rồi. Rồi. Nghỉ ngơi đi, chút đổ tay. Đổ tay nha. Ừ, đó, về đi. 2. 3. 4. 5. Được. 6. Rồi đổi tay kia. Ở cái tay trái ra. Ok. Rồi. Rồi tập từ từ đi, nó không quen thì tập từ từ. Rồi xuống nè. Đó. Lên nè. Đó. Ok nè. 2 nè. 3 nè. Đúng rồi. 4 nè. 5 nè. 6 nè. Ok. Anh ơi. Mỗi vai không? Mỗi vai khỏe tay rồi. Cái này mông đùi là chuyện xiên rồi. Mỗi toàn thân. Nhưng mà cái này là mình tập để mình tập mạnh cái phần thân trên của mình lên. Nhất là những động tác đẩy. Rồi mốt em mới đập dây được. Đập bánh xe được. Chứ hỏi em không tập cái này, mốt em đập dây là bánh xe không nổi. Rồi, 1. Bu nha. Em đập nha. 2. Đó. Quen rồi đó. 3. Ok. 4. Ok. 5. Tốt, cái đó thôi.
6, rồi đổi tay, đổi tay, đổi tay nè. Rồi, bắt đầu ngon rồi đó. Lên 1, đúng rồi, nó nặng nặng vậy đó, không cần phải làm cách ngọt mà nó từng nhịp, từng nhịp. Ừ, nào đó, đúng rồi. Tốt, tốt. Hai cái nữa, có lên 2, 3, ok. Cuối nè, hít sâu, đẩy. Rồi, tốt, good job. Nghỉ ngơi uống súp. Bây giờ em có thể vận dụng cơ vai nè. Kèo, đúng không? Em phải có lắc, nó phải có cái thần nhanh vậy chứ. Đó, đó, tôi thấy bước nó ra vậy nè. Chưa, đúng không? Nhìn cái tay nè. Cái tay này nó kẹp hông nè. Xong rồi tao qua bên đây nè, cái tay này nó kẹp hông nè. Đó không? Ok. Tức là không phải là làm nhanh, nó nặng mà, mình làm từng nhịp, từng nhịp. Cầm này hả? Ờ. Rồi. Đúng rồi đó. Không 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 gọng tay này chí đó. Đó, tức là cái tay mình đưa qua để mình gọng cái chỗ này nè. Rồi xong hoặc là con kia. Đó, ok. 3 4 5 6 7 8 nó nặng mà, 9 10 15 cái đi. 11 12 13 14 nhớ tập cái bụng với tay nha, tập cái bụng. Em đang sao ấy bụng á. Nè. Ok. Rồi. Lên tạ. Lên tạ cho nó đỡ nặng anh. Lên thật luôn. Lên thật luôn. Ok. Chừng nào thế lực phục hồi tập tiếp. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, 20 cái đi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tốt. Rồi, hạ xuống. Ok, tốt. Rồi qua những bài khác nhẹ nhàng hơn. Giờ là tập là không có khái niệm mà như trong phòng gym nha. 20 cái. À, 20 cái nổi ra, nổi ra. Nổi chứ. Đá đi. Đá đi. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 nó bụng mặt nhăn kìa. 8 rồi đó. 9 10 11 12 đá lên. 13 14 15 16 17 18 tập trung. 19 20 rồi, tốt. Đá gì nó mới tan mỡ. Rồi tới gặp phía dưới 20 cái luôn. Vừa chưa? Rồi vừa vừa, ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20. Tốt. Rồi giờ lăn 2 phút. Không cho lăn nhiều, lăn ít rồi, mà lăn 2 phút thôi. 1, 2, 3, dứt. Có đồng hồ đó, nhìn đi, 14 giây rồi đó. Ráng tập trung cái bụng, gồng hóp cái bụng vô nha. Ok, 24 giây rồi đó. Rồi, 34 giây rồi đó. 2 phút có kẹo. Phút có kẹo nha. Kẹo kéo vừa ra lò luôn. Gần 1 phút rồi đó, 54 giây. Tốt. Rồi, bước qua nửa cuối còn lại của chặng đường. 1 phút 10 giây rồi. Còn 50 giây nữa. Còn 50 giây nữa nha. Tốt, còn 50 giây nữa. Giờ còn hơn 30 giây một chút. Rồi, được rồi đó. Em được 3 phần tư chặng đường rồi đó. Cố lên. Cứ nhìn đồng hồ đi. Em làm được mà. Còn 20 giây đó. 45 giây. 46, 47, còn hơn 10 giây thôi. Năm lăm, năm sáu, năm bảy, năm tám, năm chín, 60, 2 phút, đại công cầu. Chưa nghỉ nữa hả? Rồi, ok. Đâu, bù lỗ cái phần chờ. Lỡ rồi làm luôn đi, phút đi. Xét cuối. Rồi, xong, lập ra, follow đi. Mệt hả? Rồi, cho đi lắp 5 giây á. Nghĩ xíu. Rồi, cái vai, ráng lên càng cao càng tốt. Cái vai có chạm không vậy? Có gồng bụng không vậy? Vai đâu có chạm đâu, gồng bụng muốn chết này. Cứng đờ đây. Chân. Rồi vậy rồi. Ngay đây rồi, ngay đây rồi không? Đau. Không có thì đưa chân thẳng lên luôn. Ok, rồi. Đưa chân thẳng lên đó. Rồi, gồng đi. Gồng nào đuối nghỉ. Cái đó cục mỡ chứ không cục cơ nha. Muối muối tại muối. Đâu. Cứ gồng chừng nào hết nổi thì thôi. Chứ cái này là holo hack rồi, đâu có biết bao nhiêu đâu mà cho thời gian. Rồi ok, rồi nghỉ mệt đi. Uống súp đi, tập thêm một set nữa thôi. Tỉnh, hai, tỉnh, ba, được ba cái éo luôn, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, 15, còn 5 cái nữa. 16, 17, 18, 19, 20. Ok, rồi. Không giữ được phát nào luôn. Không giữ bụng được phát nào luôn. Rồi qua đây, tập bên dưới. Lower back. Lower back. Rồi dứt. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tốt. Tiếp lần 2 phút nè. Ở trong mấy cái tờ báo giảm mỡ á, huyền thoại nó nói là ngày em lăn 5 phút là giảm mỡ thần thánh luôn á. Chứ nãy giờ em thấy một ngày em lăn, bây giờ em lăn là 4 phút rồi đó. Mà 4 phút chỉ là một phần nhỏ trong buổi tập của em thôi chứ đâu phải là tất cả đâu. 1, 2, 3, vô. 2 phút, 2 giây trôi qua. Giây trôi qua, bây giờ là 24 giây trôi qua, 25 giây trôi qua, gần được 1/4 đoạn đường rồi đó. 27, 28. Giờ nếu mà mức 1 là 2 phút, mức 2 là 2 phút rưỡi nha. Mức 3 là 3 phút nha. Ủa, còn mức 3 nữa hả? Ừ, em được 3 phút rồi là anh lại em luôn. Thôi mức này em chơi 3 phút thôi, sao nghỉ nha. Nghỉ chơi, ok không? Không, còn hơi lâu nữa. Sao giờ tôi nhiên cái móng cao vậy? À, móng cao vậy. Đó là, ví dụ như lăn chán quá, có động tác lắc mông qua lại thì mình tập mới. Ờ, nhưng mà không có tác dụng gì đâu. Tao nói tập eo thôi chứ không ăn thua gì. Rồi đó, sắp rồi đó, phút rưỡi rồi đó. Em lăn ghê vậy, lăn ghê anh nữa. Lăn ghê vậy. 34 rồi đó, 35 rồi đó. Được phong còn thấp hơn xíu rồi. 36. Sáu 47, 48, 49. Sắp được mức 1 rồi đó. Bây giờ em ráng làm lăn 3 phút luôn đi cho nó giống báo. Báo nói ngày lăn 5 phút. Mà lăn nhiêu lần thì không nói. Chắc là nhiều. Đó. 2 phút 10 giây rồi đó. 2 phút 14 giây rồi đó, 15 giây rồi đó. 16 giây rồi đó. 17 giây rồi đó. 18 giây rồi đó. 23 giây rồi đó, 4 giây gần nữa. Rồi còn nửa phút nữa thôi. Cố lên. Cố lên em. Vậy hả? Vậy dừng lại 2 phút rưỡi nha. Dừng lại ở 2 phút rưỡi. Rồi giờ ráng holo cho đẹp đẹp chút nha, mấy phút được hết đó. Holo đúng thế đi. Ừ, ráng holo thăng bằng đó, holo là động tác thăng bằng đó. Không có chạm não nha, chân cũng chạm mà lưng cũng chạm, lưng đúng rồi đó. Cái chân được cao thêm xíu nữa thì hay. Ok, chuẩn. Ráng giữ đi, nó quay kìa, đẹp lắm luôn á. Giữ đi tiếng đi. Đó, tốt. Không, tốt. Ráng lên. Ráng lên. Holo, holo, holo. Holo, holo, ráng lên. Tập trung bằng tất cả. Holo, holo. Holo, holo, holo. Holo, holo. Rồi, ok. Rồi, tốt, good job. Uống súp xong rồi cardio. Nhưng mà holo vậy nó mới đúng. Uống súp đi rồi cardio. Ah.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện động tác cardio trên chiếc máy Tesla Gym huyền thoại này. Bắt đầu cho buổi cardio ngày hôm nay là chương trình Interval. Nó đang bị lỗi đây, tức là cái này cái cú nó hạ mở ra nó bị lỗi đó. Rồi, chúng ta chọn Interval. Hay là giờ Interval hoài chán quá ha. Nó nhẹ quá, đập cũng phê đúng không? Nhẹ hả? Ta thử thách một cái đi. Bây giờ mình chơi trend cái đi. Thầy phải thử thách ghê. Leo núi đi. Rồi. Này leo núi thiệt luôn nè. Ê, đi vô, bước vô, vô, chạy, chạy. Đó. Nó con mà vượt qua được cái mức này là ghê luôn rồi đó. Không biết là bồn nhiêu nữa. Mà 5 đi cho chẳng số. Rồi, ok, đẹp. Minimum level 5 nha, nhưng vậy ở trên nó khoảng level gần 20 á. Đó, đừng coi thường nha, cái này cái núi nha. Cái núi, đó. Để cho media nó vô quay cái núi đi, nè nhìn cái núi ghê lắm. Ủa sao nó lên bậy vậy? Thì tự nó lên thôi. Cái núi này nó kinh lắm. Núi này thuộc dạng là núi Phan Xipang. Đó, núi ghê chưa? Sao núi gì nó cao quá trời. Ừ, núi. Núi này ghê lắm. Chút là lên đỉnh để chạy cắm mặt luôn. Sóc lên đỉnh rồi đó. Tại vì mình tập 3 máy mà mình chơi interval hết đó thì nó có sự nhàm chán. Bởi vì mình phải tập 3 cái khác nhau. Mình tận hưởng và mình hiểu hết. Máy nó chơi mấy chương trình đó chưa, chừng nào gần lên đỉnh nó lên quay nha. Chút là thấy chạy bù 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 luôn là biết lên rồi đó. Nếu bằng Dũng nó coi mấy clip mà trước rồi không thách đấu với em đâu. Dũng nó coi clip personal chứ là nó không thách đấu với em đâu. Chẳng qua nói chưa biết thôi. Clip chưa ra mà. Trên đó level mấy rồi? 14. Level 14 rồi hả? Ủa lên đỉnh chắc level 20 luôn á. Không nổi nhảy ra nha. Nhưng mà nhảy ra nhục lắm nha. Hít sâu thở đều đi. Cái H2T của hẩm thi á là cái level nó giả mang lắm chứ không phải H2T thường. Level bao nhiêu em? Đang 13. Sao nãy 14 giờ 13 ta? 14 rồi thắng 13. Tự em xuống hay nó xuống? Đang 14 rồi. Chuẩn bị cao nhất. We'll be right back.
lên. Đỉnh rồi. Giờ leo 11. Hồi nãy chắc leo 1 với chừng 18 á. Xấu quá. Sao hả? Leo hết nổi rồi thôi. Hết nổi hả? Ừ. Hết nổi xuống tí đi. Xuống này nè. Xuống tí đi. Ok. Rồi. Đi nổi không? Hả? Đi tạm. Được. Vậy là mốt tập chương trình leo núi này đừng tập tới level 16, tập tới level 14 là thở oxy rồi. Không 14, 10 thôi cũng ghê rồi. 14 là vừa. 14 là vừa không? Vậy bữa sau gỡ nha. Ê, mà chứ giờ còn sao quá, thách đấu còn kia không? Thách đấu sao mà mở xong cái em đi xong thấy đầu hàng luôn, thôi tập nữa. Chắc nó khôi quá. Bạn này mệt quá. Nếu mà mệt nữa thì giảm nhẹ xíu nữa đi, để cho nó phục hồi thôi. Ừ đó. Chạy hết 3 tháp 16 mệt thật. Cái này nó liên tục quá. Ví dụ nó một tháp thôi thì được á. Cái này một tháp thì chế độ khác, còn cái thằng leo núi này nó là vậy đó. Nó ba tháp nó liên tục. Nó sẽ lên từ lên đỉnh cao nhất xong rồi xuống. Nói thôi chứ nếu anh chắc anh chạy chừng 10. Thầy toàn phá con thôi. Tại vì thầy ở đồng bằng con. Thầy ở đồng bằng. Hết giờ leo xuống nha. Rồi xuống. Rồi sao vậy, mệt không? Mệt hả? Ok, mệt quá thôi giờ xuống mình chạy bộ cho đỡ mệt. Bây giờ mình sẽ chạy bộ chương trình H2T không leo núi nữa. Dạ. Nha, level 13 máy TT8 short. Lộ 1, đi. Đi bộ, ừ, tránh đi bộ đi. Xong nó leo. Chạy này mới đúng tốc độ, cái bước chân nó mới tự nhiên nè. 12 chưa đủ, em chắc lên 14 được. Nhưng mà anh nghĩ là tới tầng 7 là em lên chừng 16 được. Rồi tận dụng này thở nha.
dốc lên kìa. Nó dốc lên mới ác chứ. Ủa tao nhớ tao chạy level 12 nó đâu có lên đâu tao không tao. Level 13 chứ. Cái này từ mỗi level nó khác nhau. Má, nó lên mà nó lên lúc chạy nó đau chứ lên nó lên lúc đi bộ lên lúc chạy. Mệt hả? Mệt quá. Sao con này nó lên dốc nữa chứ? Ủa mà hổm level 12 nó lên dốc hả? Không có đâu. Mà anh nhớ là level 12 nó đâu lên dốc rồi đó. Mình đi bộ một tí xong rồi tới hồi tới cái này mình gỡ hai cây được không? Được. Vậy đi bộ chứ cho nó ấy. Cái này nó bị lên dốc á. Lên dốc chạy của nó mệt lắm. Ok, và chiếc máy cuối cùng là elliptical. À, nhẹ nhàng thôi, nãy giờ hai máy kia nặng rồi, giờ mình làm này nhẹ nhàng thôi. Level 8 thôi. Rồi chỉnh thành pháp bên đi, đốt mở. Rồi. À. Cô rút. Level này chắc 7 thôi. 7 thôi. 7 cho nhẹ nhàng. Ok rồi. 7. Giúp. Nó phát bên là nó một đường thẳng mặt luôn chứ nó không lên xuống đâu. Nó sẽ dồn sức vô cuối. Càng cuối nó càng nặng. Mặc dù nó không lên nhưng mà thôi được mình giảm nó sẽ nặng. Rồi hoàn thành xong bài này rồi uống sức PPT nha. Yếu siêu vậy?
chân hết dài rồi hả? Mệt hả? Hết nổi. Xong rồi đó ba. Không được. Vì tập cardio mệt mà uống con gối sao đủ. Hết rồi đó. Hết rồi hả? Ở đây có gối nào lấy vài gối coi. Thôi uống một gối. Mệt quá trời mệt trời ơi. Lấy nước siêu đầy luôn á. Nào lấy vậy? Em lấy. Trời ơi. Lấy nước dày rồi. Xem anh pha thế nào. Làm gì, hai gói còn không được nữa. Đó, đó, đó. Đó. Rồi, này vô. Yeah. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.